nha, nước đang lớn. À, ông trời ông mù, ông sắp mưa cả nhà, ông sắp mưa rồi. Thì bây giờ mình đi qua bển, mình sẽ quay cảnh cắt cỏ nha cả nhà, cảnh cắt cỏ ha. Thì mình đảo một vòng xong rồi chút nữa mình vô mình sẽ làm một món gì đặc sản của miền Tây nha. À, ông xã của Trần Ngọc Nhu Huyền đang cắt cỏ đó cả nhà. Ông đang cắt cỏ đó cả nhà đó. Thì bây giờ mình đi Đà Nẵng mình sẽ quay cận cảnh cắt cỏ nha cả nhà. Cắt cỏ bằng máy nha. Mình quay ông xã mình cắt cỏ thì Nhu Huyền biết là ông xã Huyền ông không có cho quay đâu, không cho quay ông cắt cỏ đâu. Ông ngại. Nhưng bây giờ mình sẽ quay lén nha cả nhà. Mình sẽ lại gần mình quay lén ổng nha. Bây giờ cả nhà theo dõi Huyền nha. Đó thì ông xã của Trần Ngọc Nhân Huyền ổng đang cắt cỏ đó cả nhà. Quá trời cỏ luôn cả nhà ơi. Mình đi từ từ lại mình quay sau lưng ổng quay tới nha cả nhà. Cái cắt cỏ thì lại gần cái máy nó hơi điếc nha cả nhà. Thì mình cắt cỏ bằng máy ra cắt như vậy đó cả nhà đó. Quơ, chỉ quơ đơn giản cái là đã cắt được nha cả nhà. Thì bây giờ quay ông xã Nhân Huyền luôn cả nhà ơi. Ổng không cho quay mình quay đại luôn cả nhà. Cả nhà thấy cận cảnh cắt cỏ không cả nhà? Cắt bằng máy đó ông xã Nhân Huyền ông cắt đó cả nhà. Lại gần cái máy nó điếc quá cả nhà. Ông cắt cỏ rồi bây giờ nó dướng vô chân vịt rồi giờ cắt hết được rồi cả nhà, giờ phải tắt máy gỡ cả nhà. Nhiều người cũng cười quá. Cắt bằng máy cả nhà thấy đã ghê luôn á. Cắt nó bén thấy sợ luôn. Xong. Xong hả? Ông xã rồi ông cắt cỏ xong rồi cả nhà, bây giờ mình vô cái nhà mưa tới rồi, quá trời mùa mưa rồi. Thì ông xã Như Huyền ổng đi hết nổi rồi cả nhà, ổng ginh cái máy ổng cắt và ổng đi bả chè bà đậu luôn rồi cả nhà ơi. Vô hai vợ chồng kiếm làm một món gì đặc sản ăn của miền Tây nha cả nhà. Đảo một vòng đi quay cắt cỏ thôi. Bây giờ mình đã vô trời mưa mình vô, bây giờ mình sẽ làm cá bóng kèo nha cả nhà. Mình sẽ làm mình ra cắt cỏ đó, quay cái cảnh cắt cỏ đó. Thì mình đảo một vòng cho vui thì bây giờ mình về nhà rồi cả nhà. Thì giờ mình về nhà bây giờ mình đem cá bún kèo này mình đi làm kho tiêu để có món đặc sản miền Tây nha. Bây giờ Nhu Huyền sẽ xách cá này đi làm nha cả nhà. Mình đổ cá ra chuẩn bị làm đó cả nhà. Thì bây giờ mình đi vùi cát đặng cho nó đưa, cho nó bớt cái nhớt chứ cho nó chết đặng mình làm nha cả nhà. Thì bây giờ thằng cháu Huyền nó đang làm nha cả nhà. Nó đang làm nè. Cháu Huyền nó đang chà nhớt ra cả nhà, sạch trơn rồi nè cả nhà. Nó đang chà dẫy nha cả nhà. Con cá này là con cá bóng kèo xong nha cả nhà, nhưng mà nó vẫn có nhớt dẫy nha cả nhà. Giờ mình phải chà rửa sạch sẽ như vậy nè nó mới hết được, nó mới bán được cái mùi tanh rồi mình mới kho ăn được cả nhà ơi. Cá này nó nhớt dữ lắm. Kèo mình đã rửa xong, mình chà rửa sạch sẽ rồi cả nhà. Thì bây giờ mình đem vào đây mình ốp kho nha cả nhà. Cá bóng kèo này, cá bóng kèo biển nha cả nhà. Cá bóng kèo xong nha cả nhà, không phải cá bóng kèo biển cả nhà ơi. Cá này nhớt dữ lắm, mình phải rửa kỹ mới được. À, bây giờ mình đổ nước mắm, đường, bột ngọt, rồi tỏi, ớt được nha cả nhà. Bây giờ mình nêm nếm nha cả nhà. Bây giờ mình bắt bếp lên mình kho cho nó săn lại nha cả nhà. Cho nó săn con cá, cho nó săn cứng lại mình đổ nước vào cả nhà ơi. Thì con cá này nè, mình phải chà cho kỹ nha cả nhà. Hồi nãy á, cháu Huyền nó chà bằng cát xong rồi nước sôi trụng sơ qua nữa đó cả nhà. Trụng sơ qua nữa đó mới rửa chà rửa kỹ lắm á.
là nó mới hết nhớt nè cả nhà, tại vì cá bông kèo này là nhớt nhiều lắm, nó không giống như con cá bông kèo biển đâu. Ừ, nó có lộn con cá bông kèo biển nè cả nhà nè, con cá này nè nó ít có nhớt hơn nè, còn cái con cá này là nhớt dữ lắm luôn nha cả nhà. Cá này nè đó, đâm ra mình phải kỹ mới được đó. Con cá này này thì nó không có nhớt, nó có dãy nha. Cái con này là cá bông kèo biển nè, con này cá bông kèo sông nè. Thì bây giờ Như Huyền bắt bếp lên để cho nó săn lại nha cả nhà. Ung nè cả nhà, hột gà ung chứ, hột gà ung nè cả nhà, thấy ngon không? Rất là ngon luôn nè, mà nó bị bể rồi cả nhà, nó ung rồi đó, nó rất là hấp dẫn nha. Thì mình chấm vào cái chén cái muối ớt này nè cả nhà, muối ớt chanh nè, tụi nó mới vừa đâm xong nè, nhìn nó thà lè vậy đó. Thì ở trong vuông có gì làm nấy cả nhà ơi. Thì mình đảo một vòng đi quay cái cảnh cắt cỏ xong rồi, bây giờ mình vô đây mình trời mưa rồi, bây giờ mình vô mình làm một cái món cá kho, chứ có thêm cái tô hột gà ung nè cả nhà, rất là ngon cả nhà, hột gà ung này ngon lắm, chấm với chén muối ớt rất là tuyệt vời luôn. Thì mình đang kho cho cá nó săn lại nha cả nhà, thì mình đảo nhẹ nhẹ thôi, đảo mạnh quá nó bể nha cả nhà, mình để cho nó săn cứng lại, săn cứng cá lại, hấp dẫn quá cả nhà. Thì cá mình nó đang săn lại cả nhà, để Như Huyền thêm miếng hành vô nha, Như Huyền thêm miếng gốc hành vô cho nó thơm cả nhà. Thêm miếng gốc hành là Như Huyền bỏ thêm vài trái ớt vô nữa nha. Ớt hôm bữa thu hoạch á, bữa nay á, chín nữa ở cả nhà, chín quá trời nhiều luôn. Hôm bữa mới vừa bẻ vô một rổ luôn, bữa nay chín nhóc hết trơn. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Thì mình để cho nó săn cạn cái nước này thì mình sẽ đổ nước vào mình nếm nếm lại nha cả nhà. Để cho nó săn cái này con cá này lại, cho nó thấm nước mắm, để nó săn nó thấm nước mắm. Quá hấp dẫn cả nhà ơi, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Ngon quá trời ngon. Như Huyền đang nấu đồ ăn ở trong chòi á, mấy đứa nó nhoi như con dồi vậy cả nhà ơi. Nó nhoi, Huyền đang quay clip mà nó nhoi như con dồi vậy cả nhà. Bởi vì Huyền nói chuyện Huyền la làng lên để cho nó lắp cái tiếng nói của tụi nó để nó la quá trời la luôn cả nhà. Bởi vì Huyền nói chuyện lớn tiếng, viết quen cái miệng luôn, làm lớn tiếng quen miệng luôn cả nhà thấy hấp dẫn không? Quá trời hấp dẫn cả nhà ơi. Như Huyền đổ thêm một miếng nước vào vô cá rồi, thì mình để cho nó sôi cả nhà ơi, cho nó cạn lại nha. Thì cái này Như Huyền kho hành chứ không có tiêu cả nhà ơi, không hôm nay giờ hết tiêu đi mua không có cả nhà. Thì bây giờ kho ớt với hành nha, mình chừa nước sệt sệt là chán ăn nha. Thì bây giờ mình đậy nắp lại, mình để đây cho nó sôi cạn lại. Xong rồi cả nhà ơi, cái nồi cá kho rất là ngon, rất là hấp dẫn cả nhà ơi, tuyệt vời quá cả nhà ơi, ngon quá. Cá bóng kèo kho nè cả nhà. Thì bây giờ Như Huyền gắt miếng hành lên nữa nha cả nhà. Mình không có tiêu cả nhà ơi, bây giờ bỏ hành nha cả nhà. Không có tiêu, không có tiêu cả nhà ơi. Bây giờ Như Huyền múc ra dọn cơm mời cả nhà ăn nha. Cá kèo xong kho hành ớt nha cả nhà. Thì Như Huyền cũng đã nấu xong rồi cả nhà, thấy ngon không? Rất là ngon và hấp dẫn nè cả nhà. Đó, thì tính kho tiêu nhưng mà hết tiêu rồi cả nhà ơi, thì mình kho hành ớt nha. Thì cả nhà thấy cái dĩa cá này có ngon không cả nhà? Cá bông kèo kho là có ngon không, hấp dẫn không cả nhà? Thì hôm nay mình có cái món đặc sản của miền Tây là cá bông kèo kho hành ớt nha cả nhà. Dưới đây là cái chén muối ớt chanh nha cả nhà. Thì sẽ chấm với cái hột gà này nè, cái này là hột gà ung nha cả nhà. Cái này là tô hột gà ung nè, thôi mình đem ra mình dọn ăn luôn nha cả nhà. Thì dưới đây là cái tô canh chua rau muống lá giấm nha, nấu với ba khía. Đây là cái món của ông xã Như Huyền, ông rất là thích, cho nên là cái món này là phụ theo kèm cho ông xã Như Huyền ăn nha cả nhà. Thì canh chua ba khía nấu lá giấm này là món ruột của ông xã Huyền. Thì hôm nay Như Huyền có cái món cơm này nè, có cái mâm cơm này cả nhà thấy có ngon và hấp dẫn. Thì cả nhà hãy cho Như Huyền một like và một đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận được cái thông báo mới và clip mới của Như Huyền ra nha cả nhà.
Thì cả nhà ơi rất là hấp dẫn nha cả nhà, mâm cơm đơn giản nhưng mà hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Rất là tuyệt vời luôn nè. Cả nhà thấy không, ngon quá trời ngon cả nhà ơi. Món này cũng là đặc biệt luôn nha cả nhà, canh chua ba khía nấu với rau muống lá giấm nè cả nhà. Thì món nó cũng lạ ngon nha cả nhà. Ở đây là một tô hột gà ung nữa. Thì mình chấm với chén muối ớt chanh nữa thì thôi quá tuyệt vời. Thì bây giờ Như Huyền xin kết thúc video nha. Như Huyền bye bye.